Thời kỳ Hoàng Kim, có mấy ai không xem kịch La Thoại Tân đóng, không xem phim La Thoại Tân diễn. Tuy nhiên, ông như một ánh đèn le lói mạnh rồi vụt tắt. Một mình La Thoại Tân gồng gánh cả một ngành diễn đã lụi tàn, diễn không ai xem. Để rồi khi sang đất Mỹ khốc liệt, tiếng tăm của ông trở nên điêu tàn, mãi chỉ có thể nhớ về thời kỳ Hoàng Kim và tiếp tục cuộc sống lặng lẽ cho đến khi qua đời đời, nuối tiếc cho quá khứ không có kết quả. La Thoại Tân, tên thật là Phạm Văn Tần, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1937 tại Sài Gòn. Ông là một nghệ sĩ tài năng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như diễn xuất, ca hát, viết báo, dẫn chương trình, đạo diễn phim. Trước năm 1975, ông là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng nghệ thuật miền Nam. Sở hữu vẻ ngoài hào hoa cùng lối diễn xuất ấn tượng, ông nhanh chóng trở thành một trong những tài tử nổi tiếng, được đông đảo công chúng yêu mến. Bước chân vào giới nghệ thuật, La Thoại Tân nổi tiếng là kép đẹp của làng điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa. Vẻ điển trai, vóc người cân đối, cùng với năng khiếu diễn xuất của nam tài tử đã làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ. Chàng diễn viên thường xuyên xuất hiện bên cạnh bộ ba mỹ nhân Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng và Túy Hồng. Họ đã cùng nhau tạo nên thành công cho nhiều vở kịch bi kịch đầy cảm xúc. Tuy nhiên, người đẹp có nhiều duyên nợ nhất với ông trên sân khấu chính là nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Khởi đầu sự nghiệp với vai trò tài tử điện ảnh, ông sánh đôi cùng Thẩm Thúy Hằng trong bộ phim Người Đẹp Bình Dương. Cả hai lập tức được khán giả biết đến và trở thành hai ngôi sao sáng giá của điện ảnh Việt Nam thuở ban đầu. Vào những năm 50, nền điện ảnh còn non trẻ, nên sau khi đóng máy một bộ phim, các diễn viên thường có quãng thời gian dài nghỉ ngơi. Vì vậy, sau điện ảnh, cả La Thoại Tân và Thẩm Thúy Hằng đều bén duyên với sân khấu kịch. Những tác phẩm nổi tiếng của ông trước năm 1975 có thể kể đến như Trương Chi Mỹ Nương, Tơ Tình, Tứ Quái Sài Gòn, Năm Vua Hề Về Làng. Chắc hẳn ai cũng đã ít nhất một lần xem ông diễn. Không chỉ thành công ở lĩnh vực điện ảnh, La Thoại Tân còn là một tên tuổi gạo cội trong các chương trình kịch của Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng. Là một nghệ sĩ đa tài, ông cũng là một cây hài được yêu thích. Khán giả vẫn còn nhớ đến ông qua chương trình 45 phút chuyện vui. Ông còn được biết đến qua các ca khúc hài hước, dí dỏm, châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội như tâm sự kẻ kẹt tiền, nói xấu vợ. Vậy lý do gì khiến tôi phải đặt ra câu hỏi, tại sao một người nghệ sĩ tài năng như ông, từng gánh vác cả đế chế nghệ thuật, lại có kết cục chìm trong thất vọng trên đất Mỹ? Trong số các loại hình nghệ thuật sân khấu, có lẽ thoại kịch là bộ môn kém thu hút khán giả hơn cả so với các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bộ, hát tuồng hay chèo, cải lương. Nguyên nhân có thể là do sức hấp dẫn của nghệ thuật ca hát vốn ăn sâu vào máu thịt của người Việt, hay do thoại kịch là một loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ, xuất hiện muộn hơn. Sau Hiệp định Geneva 1954, kịch nghệ dần có những bước chuyển mình tích cực. Tại miền Nam lúc bấy giờ, nhiều ban kịch đã hoạt động thường xuyên và có chương trình phát sóng đều đặn trên các đài phát thanh, đặc biệt là làn sóng điện của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Hồi ấy vào mỗi buổi chiều tan học, bọn trẻ con lại cùng gia đình quây quần bên chiếc radio để nghe ban kịch dân Nam của cặp đôi Anh Lân, Túy Hoa. Họ say sưa theo dõi các vở kịch do La Thoại Tân, Anh Sơn thể hiện. Cùng với làn sóng di cư từ Bắc vào Nam, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của bộ môn kịch nói. Năm 1960, tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, lớp học đầu tiên về kịch nghệ được thành lập với sự dẫn dắt của giáo sư, nhà văn kiêm tác giả kịch bản Vũ Khắc Khoan. Lớp học của ông là cái nôi đào tạo nên nhiều tên tuổi sau này như Trần Quang, Bích Thủy, em gái Bích Sơn, cháu gái Bích Thuận. Đồng thời, lớp học cũng tổ chức nhiều buổi diễn kịch chất lượng và thành công tại các trường đại học ở Sài Gòn và Đà Lạt. Khi truyền hình ra đời tại Việt Nam, ngành kịch nghệ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, cùng với sự lên ngôi của kịch diễn, kịch nói dần bị lãng quên. Nhưng vẫn có một người nghệ sĩ luôn dành tình yêu cho loại hình nghệ thuật thưởng thức bằng tay này, đó chính là La Thoại Tân. Ông cho rằng, kịch phải là kịch nói, khán giả chỉ nghe và tự hình dung ra từng chi tiết mới là điều thú vị. Hàng tuần, vào tối thứ ba, ông đều dành một tiếng cho chương trình lúc không giờ, trình diễn những vở kịch do chính ông viết. Bên cạnh công việc sáng tác và diễn xuất, La Thoại Tân còn có khả năng chọn nhạc tinh tế và phù hợp với từng vở diễn. Có thể nói, trong giai đoạn kịch nói bị ghẻ lạnh, chính La Thoại Tân là người đã một tay vực dậy đế chế này, đưa nó trở lại thời kỳ hoàng kim và tiếp tục duy trì cho đến năm 1975.
Tất nhiên như đã đề cập, ông không thể chỉ dựa vào kết nối để mưu sinh, nên điện ảnh thương mại ở miền Nam lúc bấy giờ phát triển khá sôi động. Tướng Quái Sài Gòn là minh chứng rõ nét cho hướng sản xuất phim ăn liền này. Một phim quy tụ dàn diễn viên đình đám của miền Nam Việt Nam như La Thoại Tân, Quái Kiệt Tùng Lâm, Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương. Đây cũng là một trong những bộ phim hài tiêu biểu của miền Nam trước 1975. Phim được dựng phụ đề tiếng Trung, tiếng Pháp và phát hành rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á. Chính tác phẩm này đã giúp nam tài tử khoe trọn năng khiếu diễn xuất hài hước của mình. Bởi vậy, mỗi khi nhắc đến Tướng Quái Sài Gòn, người ta lại nhớ đến La Thoại Tân. Tuy nhiên, đời người nghệ sĩ có lúc thăng trầm. Ông kết hôn cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và có hai người con, Anna Phạm và Alex Phạm. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình ông quyết định sang California, Hoa Kỳ và định cư tại đó. Mỗi lần có dịp hội ngộ và trò chuyện cùng La Thoại Tân tại hải ngoại, khi người ta hỏi thăm ông về những câu chuyện ngày xưa hoặc tình hình kịch nghệ hiện tại, lúc ấy, người ta nhận thấy nỗi buồn trong ông. Là sao ông không buồn khi phải trở thành một diễn viên hài thay vì một kịch sĩ đích thực? Tại hải ngoại, ít ai còn mặn mà với việc viết kịch, dựng kịch nữa. Cái mà người ta theo đuổi là những vở diễn hài trên sân khấu, những cuốn băng đĩa được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức. Còn loại hình kịch nói mà ông trân trọng, ấp ủ và mong muốn phổ biến lại bị coi là lạc hậu. Nói đi nói lại thì bây giờ đâu còn ai muốn xem kịch nói để ông diễn xuất nữa. Sang Mỹ định cư, nghệ sĩ La Thoại Tân vẫn tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng người Việt, thỉnh thoảng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình cho Trung tâm Thúy Nga trước khi chính thức giã từ sân khấu. Khán giả hải ngoại từng có dịp gặp lại ông qua một số tác phẩm như kịch hài Nhạc Sĩ Bất Đắc Dĩ với sự tham gia của Mai Lệ Huyền, Túy Hồng, Hoàng Câm, Phép Trị Vợ diễn cùng Xuân Phát, Hữu Phước do Trung tâm Paris By Night Thúy Nga thực hiện. Ngoài ra, ông còn tham gia vở cải lương Sông Dài và bộ phim Vì Em Tìm Tự Do. Tuy vậy, nếu so sánh với sự nghiệp lừng lẫy và những thành công trước năm 1975 tại Việt Nam, sự góp mặt của ông trong các tác phẩm ở Hoa Kỳ chỉ như muối bỏ biển. La Thoại Tân không còn là cái tên sáng giá, là trung tâm của sự chú ý như thời Hoàng Kim trước đây ở Việt Nam. Dần dần, ông cảm thấy chán nản, ít nhận lời biểu diễn và quyết định ở ẩn. Từng là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật, nhưng khi đặt chân lên đất Mỹ, do không có nhiều đất diễn, ông chọn lối sống kín tiếng và thường hoài niệm về một thời vang bóng qua những bức ảnh xưa cũ. Danh hài, tài tử nổi tiếng La Thoại Tân ra đi vào buổi chiều ngày thứ Năm, 13 tháng 3 năm 2008 tại Los Angeles, miền Nam California, hưởng thọ 72 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều niềm tiếc thương trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Câu chuyện về nam nghệ sĩ làm điên đảo màn ảnh và kịch nói một thời cũng đã khép lại nội dung video ngày hôm nay. Để đón xem thêm nhiều câu chuyện mới hấp dẫn, quý khán giả đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.